Chào mừng anh chị quay trở lại kênh đầu tư chứng khoán Quang Trần Invest. Diễn biến sau phiên giao dịch ngày hôm nay, thị trường là chính thức nó phá vỡ cái ngưỡng hỗ trợ gần nhất cái vùng 1238 điểm. Và với cái đà này thì liệu trong thời gian tới thị trường nó dừng giảm ở cái vùng điểm số bao nhiêu? Khi nào thị trường nó hồi phục? Và thời gian tới khi thị trường hồi phục, dòng tiền nó sẽ chảy vào đâu? Nhóm dòng nào, nhóm ngành nghề nào? nó sẽ là nhóm dẫn dắt cho thị trường trong thời gian tới và những cái dấu hiệu để nhận biết khi nào thị trường tạo đáy khi nào thị trường dừng giảm để chuẩn bị cho một cái chu kỳ mới chuẩn bị cho một cái con sóng mới trong thời gian tới là những gì thì tất cả sẽ được mình chia sẻ phân tích chi tiết ở trong cái nội dung video ngày hôm nay để anh chị em theo dõi để dành cho những anh chị em mà đang cầm tiền mặt đang cầm phun tiền mặt như mình hay đang cầm lượng lớn tiền mặt và những cổ phiếu đang cầm nó không bị ảnh hưởng gì đến danh mục cả thì tận dụng được cơ hội trong thời gian tới anh chị em nhá sáng nay mình còn cầm thằng MBB thì mình bán nốt ở giá 25 à, chính thức phun tiền mặt không còn cầm bất cứ một cổ phiếu nào MBB sáng nay thì mình bán là còn khoản lãi 8 phần trăm Đức Giang thì hôm qua dính cái lệnh stop loss ở 120 nếu như mà không cài lệnh chặn ấy, cổ phiếu hôm qua nó rơi nó rung lắc nó thủng cái vùng 120 rất nhanh nên để anh chị em bán được nếu như mà bán chủ động ấy, là hôm qua bán rất khó Mình thường xuyên gần như là ngày nào mình cũng cảnh báo anh chị em Ngày nào mình cũng chia sẻ Ngày nào mình cũng để một cái nốt ở cuối nhận định hàng ngày Về việc anh chị em nào chưa thường xuyên sử dụng lệnh chặn Lệnh stop Thì nên tập cách sử dụng Và phải áp dụng sử dụng nhuần nhuyễn cái lệnh chặn Lệnh stop loss Thì thường xuyên sẽ giúp anh chị em tránh được những cái thiệt hại với những cái deal với những cổ phiếu với những cái vị thế mà anh em nắm giữ nó hoạt động không như kỳ vọng không như mong muốn nhiều khi cổ phiếu nó rơi khỏi cái vùng mà anh em dự định bán nó rất nhanh nếu như mà không cài cái lệnh chặn ấy rất khó để bán được ở cái vùng mà anh chị em kỳ vọng thì anh chị em có thể hiểu rất đơn giản về việc là cái vùng cái vùng cắt lỗ là vùng nào là cái vùng mà anh chị em chịu đựng được ấy. anh chị em chỉ cần hiểu đơn giản như thế thôi có thể là cái mức lỗ khoảng ba phần trăm hay năm phần trăm hay bảy phần trăm thứ nhất nó là cái vùng anh em chịu đựng được thứ hai nó là cái vùng hỗ trợ gần nhất của cổ phiếu nhưng đức giang ngày hôm qua mình bán thì mình cài là nó thủng cái vùng này Thủng ba cái đáy gần nhất này nó thủng là không còn lý do để cầm nữa mb hôm nay mình bán chủ động thôi bán chốt uh, lời thì bán chủ động thôi tại uh, mình thấy những cái dấu hiệu không uh, không tích cực lắm về cả thị trường lẫn cổ phiếu này tin ra nhiều quá uh, mấy đội quỹ các thứ họ gom xong rồi xong rồi họ tung tin là ôm cổ phiếu gom cổ phiếu và rất nhiều người mua hôm kia mua khi cổ phiếu nó tăng vượt đỉnh ấy. mình không hiểu lý do vì sao lại mua tăng vượt đỉnh nhưng mua như vậy rất rủi ro trong cái thị trường này mua xong hôm nay hàng về là phải auto cắt lỗ nên để đầu tư được hiệu quả thì anh chị em cần phải định hình cần phải hình thành được cho mình một cái phương pháp đầu tư cái phương pháp nó sẽ hình thành nhờ cái sự chất lọc giữa nhiều phương pháp có thể anh chị em mượn những cái phương pháp của những người đã đầu tư hiệu quả đã đầu tư thành công sau đó anh chị em mượn cái phương pháp đó để sử dụng, rồi anh chị em thay đổi linh hoạt làm sao cho phù hợp với chính bản thân mình nhất. Từ đó, cái phương pháp đó nó sẽ trở thành của anh chị em và anh chị em có thể áp dụng. Khi anh chị em đã hình thành được cái tư duy đầu tư, khi anh chị em đã hình thành được cái phương pháp đầu tư cho riêng bản thân mình, có những cái mốc chốt lời, có những cái mốc để chặn lãi, cắt lỗ thì anh chị em sẽ không bị vướng bận cái sự hy vọng vào việc là có nên giữ hay nên bán vì nó đã đã được xác lập hết sau khi anh chị em mua rồi. Với mỗi cổ phiếu anh chị em mua, anh chị em phải xác định được ngay là cái vùng anh chị em bán, bán là ở vùng nào. Nó sẽ giúp anh chị em tránh bị mất ăn mất ngủ stress tâm lý trong quá trình đầu tư. Với bất kỳ cổ phiếu nào với bất kỳ cái deal đầu tư nào, khi anh chị em đã hiểu được lý do vì sao mua, lý do vì sao bán, anh chị em sẽ có niềm tin vững chắc niềm tin với thị trường về những cơ hội nó sẽ xuất hiện trong tương lai Cái thị trường nó giảm sâu, giảm thốc, giảm mạnh như này này Thời gian tới Nó mới nhanh chóng mang lại cơ hội cho chúng ta Mà cơ hội đến rất nhanh Mà sẽ có những cổ phiếu nó tăng hình chữ V lên luôn Có thể ví dụ là những cổ phiếu như dạng CTS ấy. Mình đang kỳ vọng nó giảm về cái vùng 29, 28, 29 này này Cái vùng này này Như ở cái giai đoạn hồi tháng 9, tháng 10 năm 2023 Thì thằng CTS sau cái nhịp giảm này Cái nhịp chỉnh của nó nhá Chỉnh 42% và nếu như thằng CDS ấy, thời gian tới nó giảm này nó giảm từ đây về đây này nó chỉ giảm khoảng 37 38 phần trăm thôi nó gần tương đương so với vùng này và khả năng là sau khi những người này giảm về đây ấy, thì nó sẽ xuất hiện một nhịp hồi và hồi mạnh hình chữ V lên luôn thì đây có phải là nó mang đến cơ hội rất lớn cho những anh chị em cầm tiền mặt đó hay nhiều cổ phiếu khác những cổ phiếu như thằng FTS hay BVS hay VDS đi hay kể cả thằng SSS thằng này khả năng là cũng sẽ rơi sâu đấy thằng này một vài phía tới là có thể là sẽ rơi lại về vùng 14 15 này. Lúc đấy anh chị em có muốn mua ấy thì rồi mua. Còn đây không phải là vùng anh chị em mua đâu, những cổ phiếu này này. Cổ như HCM nó sẽ là những cổ phiếu rơi sau hay là ai cũng sẽ rơi sau thôi. Nên anh chị em đừng có mua những cổ phiếu chưa giảm. Một vài phiên tới mà thị trường xuất hiện côn margin ấy, Thấy bán giải chấp, bán phọt sale tài khoản ấy, nhiều cổ phiếu kênh trên nó cũng sẽ bị bán theo hay như thằng DGVK ấy, mình đang kỳ vọng nó sẽ chỉnh nhưng mà không kỳ vọng nó chỉnh sàn giảm sàn ngày hôm nay. Mình kỳ vọng nó giảm về quanh 64 65 thôi. Nhưng mà không ai ngờ, không ai nghĩ tới việc là hôm nay nó giảm sàn luôn tức. Mà không phải là phiên ngày hôm nay giảm như này anh em mua đâu. Mà mình đang kỳ vọng nó giảm ấy với điều kiện một vài phiên tới nó phải hồi phục lên sau đó nó siết lại nền giá ấy. thì cái giai đoạn siết nền giá cho mới gom dần được và đợi cái phiên break tương tự ngày mùng 1 tháng 3 ấy là cái phiên mình khuyến anh em mua DGVK DGGUN này chứ không phải là mua ở phiên giảm mạnh, phiên giảm mạnh này mà thanh khoản lớn như này là phiên báo bán mà. Đây này, như ngay cả trên hệ thống nó còn báo bán này. Thì không có lý do để chúng ta mua mà phải chờ tín hiệu, chờ sau cái phiên ngày hôm nay mà một vài phiên tới, khoảng 3 đến 5 hay 7 phiên tới nó test lại, nó hồi phục, xong nó rút chân nó hồi phục rồi nó test lại siết lại nền giá ấy. Lúc đấy anh em mới có cơ sở để mua những buổi này chứ không phải là anh em mua mà không có cơ sở gì cả, phải có tín hiệu xác nhận lúc đấy anh em mua. Ấy cái tỷ lệ sai tỷ lệ rủi ro nó rất thấp và cái xác suất mang lại lợi nhuận nó rất cao sau cái nhịp giảm này, này của thị trường này nó mới mang đến nhiều cơ hội cho anh chị em đặc biệt là những anh chị em cầm phun tiền mặt như mình hay những anh chị em mà cầm lượng lớn tiền mặt thì thời gian tới sau cái nhịp giảm sau khi thị trường nó xuất hiện cái tín hiệu đảo chiều ấy tín hiệu đảo chiều khi nào nó xuất hiện thì sau đây mình sẽ phân tích chi tiết để anh chị em theo dõi một trong những cái điều kiện để tín hiệu đảo chiều nó xuất hiện Có thể là thời gian tới cái chỉ số Vindex nó đang có cái vùng hỗ trợ là quanh vùng 1200 điểm Là quanh cái đường MA50 tuần Hy vọng là thời gian tới cái vùng này nó không thủng Vì ở quanh cái vùng 1.200 điểm nó có mấy cái đường hỗ trợ Thứ nhất là cái đường hỗ trợ đường giao găm 129 ngày Thứ hai là cái đường MA50 tuần khả năng nó sẽ đỡ được thị trường trong thời gian tới thì từ cái vùng hiện tại mà giảm về vùng 1.200 Bây giờ giảm chỉ giảm thêm khoảng 30 điểm nữa thôi có thể trong tuần có thể ngay phiên ngày mai hay là phiên ngày kia nếu như xuất hiện là bán tháo xuất hiện côn margin thì có thể sẽ khiến thị trường quay về vùng 1180 sau đó thì nhanh chóng hồi phục lên nó sẽ test lại cái vùng hỗ trợ này, này. sau đó thì sẽ nhanh chóng hồi phục lên đóng cửa thì nên đóng cửa phía trên vùng 1200 thì chúng ta vẫn có thể kỳ vọng vẫn có thể hy vọng cho thị trường trong thời gian tới nó sẽ nhanh chóng hồi phục có một số dạng cổ phiếu có một số nhóm cổ phiếu nó hoạt động đang tích cực hơn thị trường ở phiên ngày hôm nay ví dụ những cổ phiếu như đích ấy, nó giảm là giảm ít hơn thị trường hay như phát đạt đấy nó giảm là giảm ít hơn thị trường nó sắp quay về cái vùng hỗ trợ bên dưới này một vài phiên tới trong khoảng 5 đến 7 phiên tới có thể ở trong tuần sau nó được cái vùng này hỗ trợ này sau đó thì nó sẽ test lại hai đáy ở vùng này này rồi đi lên thì nó sẽ cho anh chị em cái cơ hội đánh ngắn đánh lướt hay kể bản thân thằng đích cũng vậy đích thì nó sắp quay về vùng 22 này nó đang được cái vùng 22 nó đỡ hay thậm chí nếu đánh thấp đánh giảm mạnh luôn ấy thì có thể quay về vùng 20 sau khi về vùng này này nó hồi phục lên ấy thì gọi là cái vùng này này riêng cái vùng này thì của ý nó giảm khoảng 20 đến 25 phần thì khả năng cao là sẽ xuất hiện một cái nhịp hồi phục và sau khi nó xác nhận đảo chiều thì sẽ mang đến cơ hội mang đến nhiều cơ hội để anh chị em giải ngân đấy là một số cơ hội mình review trước với anh chị em và lát nữa đến cuối video mình sẽ phân tích kỹ hơn thì thị trường nó đang được cái vùng 1.200 điểm nó đỡ đấy là cái sự kỳ vọng về cái nhịp giảm vì sao mình lại có sự kỳ vọng là thị trường nó giảm về quanh vùng 1200 điểm tuy là thị trường giảm về quanh vùng 1200 điểm nhưng không có nghĩa là nhiều cổ phiếu nó dừng giảm mà có thể những cổ phiếu giảm sau ấy nó sẽ giảm bù ví dụ những cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán nó chưa giảm như SSI ấy, khả năng sẽ giảm bù và cũng khả năng là sẽ giảm về vùng 28 29 đấy hay là HCM cũng vậy khả năng là sẽ có cái nhịp giảm bù hay nhiều cổ phiếu SSS là sẽ giảm về 14 15 anh chị em mà muốn mua SSS ấy, mấy ngày hôm nay cũng có một số anh chị em nhắn hỏi mình là có mua được SSS hay không mình chưa thấy là cơ hội mua đâu những cổ phiếu này, này, anh chị em muốn mua ấy. anh em chờ cái nhịp giảm của nó rồi mua giảm về quanh 13 14 này anh em mua ấy. khả năng mang về lợi nhuận khá là cao luôn nó có cái vùng hỗ trợ này vững chắc nhá vùng này vùng hỗ trợ khá là vững chắc của nó thì sau khi giảm về vùng này mà nó hồi phục hình chữ V lên ấy, như cái vùng này này nó mang lại khoản lợi nhuận cho những anh chị em nó mua được ấy khoản lợi nhuận đến rất nhanh luôn 40% cầm chưa đến một tháng lãi 40% luôn nhưng mà nguyên cả giai đoạn sau đó anh em cầm này cầm từ giai đoạn này có khi cầm đến thời điểm hiện tại là còn đang lỗ ngược luôn cơ nên anh em mà muốn đánh những cổ phiếu dạng như SHS là anh em phải hiểu được bản chất hiểu được cách đánh của tạo lập của lái của những cổ này không là không có lợi nhuận đâu không mang về lợi nhuận được đâu mà còn bị lái nó úp sọt úp bô cho cơ anh em nhá nhiều anh em thì ví von là từ ngày anh quyết ra đi thị trường nó bớt sôi động hẳn đi hai ngày hôm nay thì đang xét xử anh quyết về tội thao túng thị trường chứng khoán và chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư nên cũng có thể vì thế nên nhiều cổ phiếu nên nhiều đội tạo lập nhiều đội lái họ cũng đỡ manh động hơn họ không dám manh động nên để các cổ phiếu nó thả trôi tự do dẫn tới việc là khi cổ phiếu giảm không có lực đỡ từ tạo lập mà khi mà cái nguồn cung nó dồi dào bán ra mà không có lực cầu tham gia đối ứng trở lại không có lực cầu đối ứng thì cổ phiếu nó sẽ bị thả trôi tự do gọi là thả trôi sông thì những cái vùng hỗ trợ nó cũng sẽ rơi hết, nó cũng thủng hết như Đức Giang ấy. Nếu như mà cái vùng 107 này mà ngày mai không trụ vững được thì khả năng là Đức Giang còn còn về quanh vùng 90 cơ. Có thể về vùng này nó lại mở ra cơ hội mới nhá. Như ở cái nhịp này này, nhịp này này nó cũng xây một cái nền này, anh em thấy không? Giống vùng này không? Từ cái vùng đỉnh của cái nền này nó giảm về đây là giảm 30%. Còn từ cái vùng đỉnh này nó giảm về đây là đang giảm 19%. Có nghĩa là nó giảm về đây là giảm tròn 30% và sau đó nó nâng đáy và hồi phục ở ra này nó nâng test lại ba đáy này, nâng đáy này anh em đã để nhá. Đáy thứ nhất này, đáy thứ hai này và đây là đáy thứ ba này. Có ba lần test lại đáy và test lại quanh cái đường giao găm 129 này. Nên không loại trừ cái việc là thằng Đức Giang thời gian tới nó giảm về quanh vùng 9x đâu. Mà khi nó giảm về quanh vùng 9x những anh em mà bán cơ cấu bán cá lỗ quanh 120 122 mấy hôm vừa rồi sẽ cảm thấy rất may mắn luôn cảm thấy rất may mắn vì sử dụng cái lệnh chặn vì bán sớm trong quá trình đầu tư ấy, anh chị em mà không chấp nhận được khoản lỗ nhỏ thì sau này anh em sẽ phải chấp nhận khoản lỗ lớn khoản lỗ nhỏ anh chị em thoải mái rồi mới lỗ khoảng một hai phần trăm chờ nó hồi rồi bán nhưng mà đến khi thấy nó không hồi âm năm phần trăm không bán rồi kỳ vọng rồi đợi nó hồi còn âm khoảng ba phần trăm rồi bán và sau đó cổ phiếu nó tiếp tục giảm cho đến lúc cổ phiếu nó giảm âm khoảng 10% phần trăm rồi lỗ thì bán gì nữa âm 15% Thôi thử cầm thêm tí xem sao Thôi chờ nó hồi âm uh, um 5 âm um 7% Thôi lúc đấy mình bán thôi uh, cắt máu bán vậy Và rồi đến khi âm um 15 âm um 20% Anh chị em sót quá không cầm được nữa Bán đúng đấy luôn Bán xong cổ phiếu cũng quay đầu hồi phục Rất nhiều nhà đầu tư rơi vào cái tình huống tương tự như vậy luôn Nhưng không phải vì thế không phải vì những lần anh em trải qua như vậy mà anh chị em bỏ cuộc bỏ không đầu tư nữa mà sau những lần thất bại chúng ta phải tiếp tục đứng dậy ghi vào nhật ký để sau này không bao giờ lặp lại tình huống tương tự nữa phải thường xuyên áp dụng kỷ luật trong quá trình đầu tư nó sẽ giúp anh chị em bảo vệ tài sản để tránh thất thoát về tài sản khi thị trường nó biến động khi thị trường nó rủi ro anh chị em nhá nên chúng ta không loại trừ việc Thằng Đức Giang nó giảm về quanh vùng chiến đích đâu về quanh vùng này mà nó xuất hiện cái tín hiệu nâng đáy kiểu này thì lúc đấy anh em lại có cơ hội anh em thấy không thời gian tới vẫn có khả năng vẫn có cơ hội tham gia nhưng không phải là ở vùng này mà phải chờ nó cân bằng không phải về vùng 90 chúng ta mua ngay mà phải chờ cái tín hiệu đảo chiều tín hiệu xác nhận lúc đấy anh em mới mua để về một số cổ phiếu là thị trường cũng vậy một số cái tín hiệu để xác nhận tín hiệu đảo chiều của thị trường khi nó quay về vùng 1200 hay thậm chí quay về vùng 1170 1180 trong thời gian tới Đó là đầu phiên thì nó mở gáp giảm mạnh Có thể là phiên thứ năm thứ sáu tới chẳng hạn Sau đó có thể cuối phiên nó rút chân và đóng cửa Nó thể hiện một tín hiệu lưỡng lự Đây là như phiên này này Đầu phiên mở gáp Có những lúc giảm rất mạnh Nhưng mà cuối phiên nó vẫn rút chân lên được một chút Sau đó phiên hôm sau hồi phục Tuy nhiên vì cái lực cầu tham gia không đủ mạnh Nên sau cái phiên hồi phục đó Thị trường lại tiếp tục giảm Nhưng nó có những cái tín hiệu nó nâng nảy lên hoặc là cuối phiên đầu phiên thì tiếp tục giảm và cuối phiên thì rút chân lên đóng cửa quanh tham chiếu quanh cái vùng điểm tham chiếu thì đây một trong những cái tín hiệu đảo chiều và đây là một trong những cái tín hiệu mà anh em cần phải chú ý không phải là bùng nổ theo đà thời gian tới khi thị trường giảm về vùng này không có bùng nổ theo đà đâu anh em nhé cái phiên bùng nổ theo đà ấy nó xuất hiện sau một cái nhịp giảm của thị trường thường ấy cái nhịp giảm của thị trường nó rơi vào khoảng 15 20% nó sẽ uy tín hơn. Còn giảm 8 đến 10% hay 12% thì nó gọi là một cái nhịp bùng nổ, gọi là một cái nhịp bùng nổ đảo chiều thôi. Chứ không gọi là cái phiên bùng nổ theo đà anh em nhé Nhiều anh chị em mới tham gia thị trường hay lầm tưởng hay bị lạm dụng cái phiên bùng nổ theo đà quá thì anh em phải phải chú ý cái này. Không hẳn là cái phiên bùng nổ theo đà là chúng ta phải mua ở phiên bùng nổ theo đà đâu mà nhiều khi là cái tín hiệu nó xuất hiện sớm nó xuất hiện sớm hơn là phiên bùng nổ theo đà hay là thậm chí sau cái phiên bùng nổ theo đà vẫn có những cổ phiếu tham gia vẫn có những cổ phiếu mua được nên có rất nhiều những tín hiệu để chúng ta xác nhận về một cái tín hiệu đảo chiều của thị trường nó có thể diễn ra trong thời gian tới có thể là một phiên stopping volume 3 gọi là một phiên dừng giảm ấy đầu phiên giảm mạnh rồi cuối phiên rút chân hướng lên có thể nó đóng cửa luôn ở mức giá tham chiếu mức điểm tham chiếu sau đó khoảng một vài phiên sau đó thì nó test lại test lại nhưng không giảm sâu hơn nữa những cái tín hiệu này là để kiểm tra lại xem còn nhiều nhà đầu tư đeo bám, nhiều nhà đầu tư đu bám nữa hay không. Và khi thị trường nó đảo chiều chính thức đảo chiều, xác nhận đảo chiều thì đó là cái thời điểm anh chị em mua xác nhận. Và trong thời gian tới nhá, một khi thị trường nó xác nhận đảo chiều anh chị em nên dồn vốn mua ngay từ thời điểm nó xác nhận đảo chiều luôn đấy. Chứ đừng đợi đến khi mà nó tăng mạnh rồi lúc đấy anh em mua. Vì sao? Vì càng lên cao anh em mua nó càng rủi ro nên mua mua full vốn thì nên mua ở giai đoạn đầu tiên ấy, mua theo cái mô hình kim tự tháp phải giải ngân với số lượng vốn lớn khi cổ phiếu nó bắt đầu lên chứ không phải là khi cổ phiếu bắt đầu lên thì đánh đánh khoảng được 10 20 phần NAV sau đó cổ phiếu nó tăng được một nhịp rồi bắt đầu lúc đấy đi huy động vốn và khi cổ phiếu nó tăng mạnh vượt đỉnh rồi thì bắt đầu huy động được lượng lớn vốn này đánh full margin Lúc đấy có khả năng là lúc rủi ro nhất mà anh em có thể gặp phải luôn. Như thằng MBB ấy, hôm trước đánh vượt đỉnh này, nhưng mà không quyết liệt, thanh khoản thì lớn nhưng mà cổ phiếu tăng có 2% và hôm qua ai rung lắc, và hôm nay quay đầu giảm mạnh, hôm nay giảm 5%, anh em mà mua vượt đỉnh hôm trước mà hôm nay cắt lỗ là lỗ khoảng 6%, khoản lỗ đến rất nhanh luôn. Nên để kiếm được để mang về lợi nhuận được từ thị trường thì anh em phải phải thường xuyên phân tích, phân tích lịch sử phân tích quá khứ cái giai đoạn hiện tại nó đang vận động như thế nào liệu có nên mua vật đỉnh hay không mấy hôm vừa rồi anh em mà mua mới về vật đỉnh là hôm nay hàng về cắt lỗ hết ngày mai mà tiếp tục giảm bù giảm mạnh không đỡ luôn đâu mà nhóm ngân hàng mà nó giảm sau thị trường ấy là không đỡ không có cái gì để đỡ thị trường luôn anh em nhé còn thời gian tới anh chị em thì nên ưu tiên vào những cổ phiếu gia đoạn vừa rồi nó giảm trước thị trường ấy. thời gian tới có khả năng nó sẽ mang lại cơ hội mới nó sẽ sớm mang lại cơ hội cho anh chị em hơn có thể những cổ phiếu này là những cổ phiếu đảo chiều sớm hơn thị trường những cổ phiếu cân bằng sớm thị trường ví dụ những cổ phiếu thuộc cái nhóm bất động sản ấy, dạng như phát đạt này hay như đích ấy. nó sắp quay về cái vùng hỗ trợ ở hồi tháng 10 năm ngoái nó quay về vùng này khả năng thì nó sẽ xuất hiện một cái nhịp đảo chiều vẫn nên ưu tiên giải ngân vẫn nên ưu tiên đánh với tâm thế là đánh nhịp hồi vì vẫn chừa cho một nó một cái kịch bản nó hồi lên đến đây này rồi nó tiếp tục nó giảm tiếp nó hồi lên đến quanh vùng vùng 24 25 ấy nó tiếp tục giảm tiếp thì từ vùng này, này nếu như nó quay về vùng 20 20.5 cộng trừ lấp luôn cái gắt này này nó lên đến đây nó cũng tăng nó hồi được khoảng 20 giúp anh em tận dụng cơ hội khá là tốt luôn ai à, như phát đạt vậy nó mà quay về vùng này quay về quanh vùng 18 5 năm 19 Ngày mai có thể quay về luôn vùng này Anh em mà đang phun tiền mặt Thì có thể thăm dò Quanh vùng 18.5 đến vùng 19 Thì nếu như trong trường hợp nó thủng Cái vùng hỗ trợ này nó thủng vùng 17.5 Thì anh em nên cơ cấu ưu tiên giữ vốn Vì sao? Vì cổ phiếu có cái vùng hỗ trợ này Nhưng mà nó thủng nốt Thì chúng ta không có lý do để để nữa Và có thể sau đó thì nó tiếp tục nó giảm mạnh Chúng ta phải tìm cái vùng hỗ trợ mới Nhưng mà cái nhóm này là nhóm Đang hoạt động tích cực hơn thị trường Cuối phiên ngày hôm nay thị trường tiếp tục giảm mạnh tiếp tục gặp cái áp lực bán nên nó quay đầu nó giảm như gần như trong cả phiên hôm nay nó giữ quanh ở cái mức tham chiều đấy ta chờ một vài phiên tới xem nó tiếp tục nó giảm thốc giảm mạnh hay không mà ấy, mà sau cái phiên giảm mạnh ấy, nó đảo chiều được ấy, thì đấy là tín hiệu rất tốt rất đẹp mà đặc biệt hơn à, nếu như nó test lại hai đấy nó giống hoạt động giống như thằng SSG ở vùng này này thì nó sẽ cho anh chị em cái tín hiệu để tham gia đây này như cái vùng này phiên đầu tiên nó rút chân đảo chiều sau đó nó hồi lên được khoảng 10% từ vùng thấp nhất này, nó hồi được khoảng 10%. Và sau khi hồi được khoảng 10% nó test lại cái đáy luôn. Và sau khi test lại đáy thì nó có những cái tín hiệu nâng đáy dần. Ở đây thì nó test lại hai lần. Và đây là cái phiên anh chị em mua này, và đây là phiên anh chị em mua xác nhận này. Và sau đó thì nó hồi phục, nó tăng được khoảng 20% trong thời gian rất ngắn luôn. Nên anh chị em đang cầm tiền mặt thì sẽ có cơ hội rất lớn trong thời gian tới. Và anh chị em phải giữ được vốn giai đoạn này chứ không giữ được vốn giai đoạn này thời gian tới người ta thì tận dụng cơ hội người ta giải ngân tận dụng cơ hội mình thì đang gồng lỗ mong chờ thị trường nó hồi phục mong chờ cổ phiếu nó hồi phục để về bờ thì đánh như vậy thì đánh rất nản luôn anh chị em nếu như anh chị em còn đang bị kẹt cổ phiếu nào đó thì giai đoạn này anh chị em phải ưu tiên phải quản trị rủi ro thật tốt khi thị trường lên thì chúng ta phải mua nhanh và bán chậm bán chậm thôi bán chậm là để trong trường hợp anh chị em mà bán chốt lời xong cổ phiếu nó tiếp tục lên nó sẽ giúp anh chị em tránh bị mất hàng tránh bị rơi dụng mất hàng và sau này lại có thể là phải mua cao hơn còn khi thị trường đi xuống ấy có mua sai mua đúng mà khi thị trường xác nhận đảo chiều giảm theo xu hướng đi xuống ấy anh chị em phải thật nhanh chóng thoát ra để cầm vốn ưu tiên giữ vốn thì sau này khi thị trường nó đảo chiều hồi phục lên hướng lên Lúc đấy anh chị em mới có vốn để gỡ lại, để gỡ gạc lại Anh chị em nhá Và với một tâm thế cầm tiền mặt khi thị trường giảm ấy Nó thoải mái hơn rất nhiều so với việc Là một cái tâm thế gồng lỗ khi thị trường đang giảm Gọi là ngày nào cũng chìm trong một cái nỗi lo Lo âu Và mất ăn mất ngủ Không biết là ngày mai thị trường sẽ như thế nào Không biết là thị trường thời gian tới nó về đâu Lo lắng buồn chồn không ăn không ngủ được luôn mà đầu tư là để làm giàu, đầu tư là để hướng tới cuộc sống hạnh phúc, hướng tới cái sự tự do về tài chính. Nhưng mà đầu tư xong là mất ăn, mất ngủ, tóc bạc phơ, tóc bạc trắng hết cả. Thì mình thì mình không hy vọng là anh chị em tham gia thị trường mà gặp phải cái tình trạng rơi vào tình huống như vậy. Nên khi thị trường giảm, khi thị trường gặp phải rủi ro, khi thị trường rủi ro, anh chị em phải nhanh chóng giữ vốn, nhanh chóng đưa trạng thái về cái tỷ lệ an toàn nhất có thể mà anh chị em cảm thấy thoải mái khi thị trường tiếp tục giảm thì sau khi thị trường nó cân bằng nó đảo chiều nó sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cho anh chị em trong thời gian tới anh chị em nhé. Thì đối với những cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản như đích, như phát đạt thì anh chị em có thể canh quanh cái vùng hỗ trợ quanh 18 18.5 hay 19 đối với thằng phát đạt có thể thăm dò và chờ cái tín hiệu nó tách lại đấy rồi anh chị em gia tăng gia tăng sau hoặc là anh chị em chờ một phiên đảo chiều hẳn đấy một phiên tăng càng mạnh càng tốt tăng trần đi chăng nữa tăng càng mạnh càng tốt thì anh chị em giải ngân ở phiên đó, đó chính là cái phiên xác nhận đảo chiều hoặc là phiên hôm trước thì giảm sàn phiên hôm sau tăng trần đầu phiên thì giảm mạnh cuối phiên thì tăng mạnh thanh khoản lớn thì đó là chính là những cái tín hiệu một trong những cái tín hiệu đảo chiều để giúp cho cổ phiếu nó có thể bước vào một cái nhịp hồi phục trong thời gian tới anh em nhá. Còn với cái những cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán ấy thì những cổ phiếu top đầu ấy, những cổ phiếu như CTS nó vừa mới có một nhịp giảm là khoảng 25% từ vùng đỉnh. Khả năng là cái nhịp giảm của nó ấy nó sẽ tiếp diễn là giảm tổng nhịp giảm vào khoảng 40%, 40 đến 42%. Trong trường hợp tích cực thì một vài viên tới thằng CTS nó sẽ hồi phục sau khi nó được cái vùng hiện tại là vùng hỗ trợ nó hồi phục lên đến vùng 37 38 nhưng anh em chưa mua được đâu và sau đó nó sẽ có một cái nhịp giảm số 3 nó sẽ chính thức nó giảm về vùng 28 29 kết thúc 3 nhịp giảm như vùng này là cũng ba nhịp giảm nhá Đây là nhịp giảm thứ nhất đây là nhịp giảm thứ hai và đây là nhịp giảm thứ ba giảm 33 anh em thấy kinh quá kinh khủng luôn anh em nhá nên cái nhóm chứng khoán nó sẽ mất nhiều thời gian hơn vì nhóm này nó mới bước vào cái nhịp giảm trong mấy phiên hôm nay có hai phiên thôi ba phiên thôi ct giảm 16 phần trăm hay BVS cũng tương tự như vậy tổng nhịp giảm nó giảm 28 rồi cái phiên này chính là phiên anh em mua này phiên xác nhận thì hy vọng là những chia sẻ của mình sẽ giúp ích được anh chị em trong quá trình đầu tư sẽ giúp anh chị em quản trị rủi ro tốt hơn trong quá trình đầu tư và tận dụng được cơ hội trong thời gian tới khi thị trường nó xác nhận đảo chiều nó dừng giảm trong thời gian tới thì mình hy vọng là thị trường nó sẽ dừng giảm ở quanh vùng 1200 có thể nó sẽ rung lắc về 1190 1180 sau đó cuối phiên tuần thì nó sẽ rút chân nằm phía trên vùng 1200 để anh chị em có thể tận dụng cơ hội trong thời gian tới nó giảm nhanh này thì anh thì cơ hội nó mới nhanh tới với anh chị em chứ giảm theo kiểu làng nhàng hai ba mỗi viên thì còn lâu anh chị em mới có cơ hội để tận dụng để giải ngân anh chị em nhé. Uh, nếu như mà anh chị em yêu thích cái phương pháp đầu tư của mình chưa quản trị được rủi ro tốt muốn về đồng hành cùng mình để thứ nhất là quản trị rủi ro tốt hơn tận dụng được các cơ hội sớm hơn thì nhớ làm theo cái hướng dẫn trên màn hình để về đồng hành cùng mình thời gian tới khi thị trường đảo chiều chúng ta cùng nhau chinh phục và tận dụng được những cơ hội tiềm năng này và mang về lợi nhuận trong thời gian tới anh chị em nhé. Anh em theo dõi video đến giờ này thì nhớ để lại cho Quang một nút like, subscribe và nhớ chia sẻ video này đến những người anh em quan tâm để giúp mọi người quản trị rủi ro tốt hơn và có thêm góc nhìn về thị trường cũng như là cơ hội trong thời gian tới. Thị trường vẫn còn rất nhiều cơ hội anh em nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi.